25 phải không, là 29. Không nhớ là cái spring gì, carbon spring. Yeah, carbon spring, yeah, nhẹ nhất. Thank you.
do. We don't fight. We didn't really just fight. Quay nữa bị cái tay mình thọt cho bóc luôn. Này quay cái tay. Tư luôn, ngồi nhìn quay lại, ôi shit, mẹ nằm sau lưng. Hai. You're gonna be on the cover again. What's that thing? Cái này là Alaskan king crab, Singapore sauce style. It's a Shanghai garlic and butter. Shanghai garlic and butter sauce. Ngon quá. Ăn cái liếm tay thì mới ngon nè. Thấy không? Phải liếm mà chục. Không dám, hai người đẹp ăn cũng sao. Ngon. Yeah. Shanghai garlic butter, no, king crab. Lấy cái kéo nữa. Lấy kéo rồi. Chứ ngồi đút vô cái răng hơi ra cái cắn hơi gớt nguyên hàm răng ra ngoài tốn thêm mấy ngàn để làm mà mấy em Shanghai. Anh đi chị Ngọc Anh. Ngon. Ngon. Lần sau phải mở nhà hàng. Dạ. Yeah. Này lỗ. Đó này lỗ. Bởi vì ăn lỗ. Này ba dùng tỏi tỏi tây tặng không? Hả? Tỏi tây tặng không? Vậy yeah, tỏi tỏi xong bắt đầu cái bỏ. Tỏi tỏi tây tặng hay là tỏi? Nó mình tự xay. Mình mua về mình xay là cái loại mà nó lột rồi á. Mà như cái tỏi này nó hơi đắt đắt. Nó có bơ giống á. Bơ. Bơ thì nó không. Get that video? Get that video? Yeah! Get a slow cross. Okay. Thì cái này là cái hạnh phúc hai vợ chồng đã 50 năm sống nhau rồi. Cười là con cháu này là con cháu hồi đó mình gặp nhau thì cha ok trời ok được quá rồi quá không duyên gặp nhau thì còn thanh niên phải không, bây giờ là lên nữa hả, lên nữa nè đó ai đẹp ai cho cút nhìn thấy coi trời đó nhìn đây nè kéo ra thì thấy chiều. Nhưng bây giờ là coi như là mình cũng lộn cộm với nhau rồi. Thì cái hạnh phúc 50 năm này cũng phải dễ kiếm phải không? Rất là khó kiếm. Thành ra bữa nay trước mặt con, mỗi lần anh hung em lén luôn mà. Công khai bữa nay. Ngọc Anh thử cái này đang ngon lắm á.
thử. Taxi rồi mà đi qua đây làm gì? Bắt đầu. Có một cái khóa rồi.
Vô không?